Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em dòng lập for ở trong lập trình C. Thì đầu tiên là những cái thư viện cơ bản là stdio.h, corneo.h, iochim.h. Mình using namespace std chủ yếu là sử dụng cái C in C out ở trong C cộng cộng. Thì bây giờ mình cho dòng lập n đi. Đầu tiên mình khai báo một cái biến n và biến y. Mình khai báo ở đây. Rồi, bây giờ thầy sẽ thực hiện một cái dòng lập for. Thì mình cho y chạy từ 1. Rồi, y nhỏ hơn bằng n y cộng cộng. Rồi, bây giờ mình xuất y ra. Thì tức là y cộng cộng là y bằng y cộng 1 đó em. Là y tăng lên 1 thì mình xuất thằng y ra là c out ra cái biến y, rồi mình xuất ký tự xuống dòng là n line ha. Thì ban đầu ví dụ như là thầy cho n nó bằng 5, đây n bằng 5 á, thầy chạy chương trình lên thì kết quả các em thấy xuất ra là 1, 2, 3, 4, 5, tức là mỗi dòng lập nó tăng bao nhiêu? Phải là tăng 1 không? Đấy à. Rồi nếu như mà thầy gán y bằng y cộng 2, tức là y bằng y cộng 2 là mỗi bước lập biến y nó tăng lên 2 bước. Thì lúc đó thầy chạy chương trình lên coi. Thì nó xuất ra được là gì? 1, 3, 5. Tại n mình bằng 5 á. Thì cái dòng lập for cơ bản nó như vậy. Thì để linh động hơn thì chúng ta có thể là khao sao nè, nhập vào n rồi. Rồi sau đó là c in vô n ha. Rồi cơ bản, bài toán cơ bản nhất là các em cho tăng 1 thôi. Mỗi lần xuất là mình xuất 1, 2, 3, 4, 5 ra. Rồi mình chạy lên. Rồi ví dụ như là thầy nhập vào là 10. Thì nó sẽ xuất ra là gì? Từ 1 cho tới mấy game? Từ 1 tới 10 được chưa? Tức là một công việc mà được lập đi lập lại nhiều lần. Thì mình sử dụng cái dòng lập gì các em? Dòng lập for. Để cho quá trình này một cái công việc nó xuất ra nhiều lần. Đây là cái dòng lệnh for cơ bản các em. Thầy sẽ gửi code qua cho các em code để tham khảo.